Mình đang có hai bạn. Bay. Phòng cửa anh. Em đi chơi đi. Anh đã trước đây em đã sau. Một tôn nhà mình cũng nhớ. Ê. À. Không có nghĩa gì đâu. Đâu. Xe hỏng cửa. Ừ. Nhắm lên đây được anh. Cho mình mở anh đấy. Thật sự là không có Tam Đảo bây giờ nó đẹp như này luôn. Không khác gì Sapa luôn. Đâu? Bên đó. Quay cái màn hình ra. Đi lên nó kéo đằng sau ấy. Kia là khách sạn mình ở. Đây, cái tòa nhà cũng đẹp. Khách sạn kia có màu đẹp hơn. Ui, đi kiểu thành phố trên mây. Đấy. Đúng Sapa vai ạ. Ừ. Thả tóc ra gì? Bí xí. Thả nhá. Đây rồi. Nơi mình ở đây. Nơi mình ở thì sẽ có cái view nhìn ra tòa lâu đài. Du lịch chỉ một đêm thôi. Để chụp cái tòa lâu đài xa tít mù tắc. Chụp được lâu đài. Nghe nói là cái lâu đài rất đẹp. Nguy nga hoành tráng. Như là châu Âu. Đây rồi, đây rồi. Lâu đài mà chúng ta mong ước. Nhiều chỗ để sống ảo. Chỗ này cũng đẹp. Chỗ này cũng đẹp. Mình nghe nói là ở trên Tam Đảo này khi mà lên đây thì phải ăn ngọn su. Tại vì nó là một đặc sản. Tôi em thì dầu đi. Nướng. Ê, ăn đầu hay ăn chân ăn đùi? Ăn đùi. Anh dọc mồm lên gió quá mạnh, gió giật cấp 3, cấp 4. Thank you. Sương mù này, bay tứ tung mạnh, cấp mạnh thế rồi, tao là sao?
Ôi lạnh thế. Ăn tối rồi. Em ăn tối chưa nhiều? Nhiều rồi, làm một ly. Mua một bịch bánh tráng về ăn. Lạnh thế. Ăn cay môi téo rồi lên. Ờ, hôm nay mình bịch lên trên đấy rồi mà. Đâu, mình vẫn lên ngay đây. View này chụp chỉ có chuẩn thôi. Đó, ngoài kia là một đống nhà này. Phòng mình ở là phòng view này. View này tuy không đẹp lắm. Đó. Mảnh chính này. Ai chụp được cái đèn này cũng rất là đẹp này. Đó. Sau đó thì quay ra đây. Chụp cảnh này là còn một cảnh nữa. Mà mình sẽ chụp. Đó. Đại bảo không đẹp đi. Ở ngoài kia nữa, buổi sáng ngày mai sẽ ra chụp ngoài kia với tòa lâu đài này. Ra đây sẽ có một cái cảnh khác rất là đẹp luôn. Ở đây như bụng từ trên kia sang bên này. Thằng này đứng lên nháy. Quá đẹp luôn. Là cầu thang để mà lên trên tầng. Ok ok ok. Khi mình cho vali nó bị ép ra thì là nó đổ vào chắc là khá nhiều đấy. Hay bị ai cũng bỏ đây này. Đến chúng ta sẽ xoa môi má hồng luôn. Nào, đứng mép nè. Xinh không? Set này có 29 thôi. Cái màu này để mà làm má hồng nhá. Tiếp đến mình sử dụng phấn phủ của Innisfree này. Em phấn phủ mà mình thích nhất. Nó mỏng, nó siêu mỏng, siêu mịn. Và đặc biệt là nó che phủ lỗ chân lông của mình. Nó phủ được cái lỗ chân lông to của mình. Khi mà mình áp oil lên thì nó làm cho mình khô, mịn. Nó là cái nền của mình nó rất đẹp luôn. Kiềm dầu khá là tốt. Nó có thể kiềm dầu khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng. Mình sử dụng kem trị mụn này để mà trị mụn hai bên tay của mình. Tự nhiên sáng sớm dậy hai bên vị trí tay của mình mọc đúng là cũng mọc luôn. Kem này mình giới thiệu cho mọi người rất nhiều rồi. Mỗi trang điểm rất là tiện lợi, nó có cả má hồng, son môi và rất là nhiều kiểu mắt khác nhau. Có 290.000 một bộ đấy thôi, có nghĩa là nó là một cái giá khá là hợp lý. 290.000 được tặng một cây mascara và kiểu mép nữa. Đây, cái mascara này, mascara này. Đó, chùm nước lâu trôi này. Đây chúng ta sẽ đến highlight đuôi cho đầu mắt của mình. Nên mình mua nhân dịp sneak sale 50%. Mọi người ơi, cái highlight giả tím này rất là mê, lên rất là đẹp luôn. Mình mua thêm một hòn son của NYX này nữa. Hòn son này là gọi là tới ấu thơ của mình luôn. Thơ ở vũ của mình tầm lớp 7, lớp 8, lớp 9 ý, là mình chỉ sử dụng cái thỏa son này thôi. Và nó hết rất là nhanh nhưng mà màu nó khá là đẹp. Và nó basic,
đến tận bây giờ thì nó vẫn được sản xuất. Nó mới mình mua là có vào hơn 100 ngàn thôi. Khá là đậm. Đến là mình sẽ nhấn một chút ở phần bên mắt. Một lần nhậm, một chút ở mắt. Xong nó gọi là sâu. Vì như mình làm mắt non. Tiếp đến thì chúng ta sẽ kẻ mắt của Innisfree. Chưa đầy 2 phút. Đánh lên môi nữa là ok này. Mình sẽ làm tóc. Cái tóc của mình ngày hôm nay thì rất là đơn giản. Mình hôm nay mình không có thời gian uốn nên là mình sẽ buộc bột và bón lên. Trời ơi, nhìn vào mắt thật thì mới thấy được cái rông bão kinh khủng như nào. Trời ơi trời. Ôi. Bão này nó không chả bằng chán đâu nhỉ. Ừ, điền.